tôn giả này của Nhiên là nhân vật bất khả chiến bại. Nếu để những vị thánh khác đến, có lẽ cả đời này ta cũng không thể tu đạo. Thần tiễn quyết của tôn giả thật sự lợi hại. Cho đến giờ chỉ mới đột phá tầng thứ tư, đã có tu vi đỉnh phong của đại vu. Nếu tu luyện đến tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ bảy, không biết có thể thành thánh hay không. Tiếp theo sẽ đến Hồng Hoang, lại du lịch thật tốt, tìm kiếm một số cơ duyên có thể đột phá. Hậu Nghệ đến ranh giới giữa vu tộc và yêu tộc. Môi trường ở đây khá khắc nghiệt, hoàn toàn không có người nào ở đây, bởi vì nhiệt độ ở đây quá cao. Chẳng lẽ nơi này có biến cố gì? Hay là đi xem thử vẫn tốt hơn? Nếu bất lợi cho vu tộc của ta, thì lập tức diệt trừ. Nguyên nhân khiến nhiệt độ ở đây tăng cao chính là Cửu Thiên Thái Tử của yêu tộc. Bọn họ hiện đang dương oai dương uy, khoe khoang ngọn lửa chân chính của mặt trời trên người, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. Tu vi của Kim Ông này đã tăng lên nhiều so với trước. Nếu để bọn chúng tiếp tục tăng trưởng như vậy, sợ là sau này vu tộc của ta sẽ gặp nguy hiểm. Hay là hiện tại bắn chết bọn chúng vẫn tốt hơn? Tam đệ, tứ đệ, ai mà hèn hạ như vậy dám nén đánh chúng ta? Nhanh chóng lăn ra đây cho ta. Hôm nay ta nhất định sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, cuồng máu ngươi. Đệ đệ mau chạy, về thiên đình gặp phụ thân là an toàn. Lúc đó nhất định phải giết chết tên này. Hôm nay làm sao có thể để ngươi trở về yêu tộc, ngày sau lại hại sinh linh Hồng Hoang. Truy nhật liệt địa tiễn. Hôm nay cũng xem như báo thù cho Hồng Hoang, cho những sinh linh đã chết. Con trai của ta. Chẳng lẽ Cửu Thiên Thái Tử có chuyện gì? Báo, biên giới phát hiện có số lượng lớn yêu tộc đang tập trung. Thiên Đế Thái Nhất cùng Đế Hậu cũng ở trong đó. Yêu tộc náo động như vậy, rốt cuộc là vì sao? Vì yêu tộc đều đã đến. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thẳng là được. Tệ nhất là đánh một trận. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ sao? Không tệ, chúc dung ngươi năng lực khá lớn. Vậy ngươi đi trước đi. Vu tộc chúng ta ai cũng không sợ chết, làm sao có thể sợ mấy tên tạp chủng của yêu tộc? Cộng công ngươi cái thứ không biết điều. Hôm nay ta chúc dung sẽ đi trước. Còn ngươi, không lẽ muốn núp sau lưng người khác? Được rồi, hai vị huynh trưởng đừng cãi nhau nữa. Hiện tại vẫn là xem chuyện của yêu tộc trước. Có lẽ lại là một âm mưu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Chúng ta cùng đi xem. Gọi một nửa những người có tu vi đại vu trở lên đi. Tiểu tử, giết con trai ta. Muốn đi như vậy? Không dễ như vậy đâu. Không tốt, là hỗn độn chung của Thái Nhất. Mười đứa con của mình qua lần này, thật sự là chết sạch. Trong toàn bộ Hồng Hoang, cộng thêm mình cũng chỉ có 13 con Kim Ông. Một con là mình, một con là anh em của mình, một con khác là vợ của mình. Hôm nay tên này trực tiếp khiến số lượng Kim Ông giảm xuống còn 3 con. Ván này không báo, ta uổng làm thiên đế. Hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi. Xạ Nhật Cung và Thần Tiễn Quyết cũng vô dụng sao? Vừa rồi bắn chết 9 con Kim Ông, đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao?
tộc, chuẩn bị đền mạng cho con trai ta đi. Thái Nhất, ngươi thật không biết xấu hổ, dám bắt nạt một tiểu bối ở đây. Ngươi không thể xấu hổ sao? Tốt một cái đế giang, hôm nay ngươi cũng đến. Vừa hay giết luôn ngươi, tiết kiệm việc ta phải đi tìm các ngươi. Vậy xem hôm nay ai phải bỏ mạng ở đây. Là đế giang đại nhân cứu ta. Sảng khoái, tiếp tục đi. Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Võ đầu với Vu tộc bằng thân thể, cuối cùng thua sẽ là ta. Nhưng có pháp bảo thì khác. Có hỗn độn chung này, ta bất cứ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Thái Nhất thấy thập nhị tổ Vu đều đã đến, mà người của yêu tộc vẫn chưa đến, rất tỉnh táo lựa chọn rút lui chiến lược, không quay đầu chạy về hướng yêu tộc. Thái Nhất này khi nào học được chạy trốn? Tập trung tất cả Vu tộc, chuẩn bị nghênh địch. Tất cả yêu tộc chuẩn bị công kích. Người của mình vẫn chưa đến. Nếu ở lại lâu hơn sợ là sẽ bất lợi cho mình. Chuyện con trai vẫn là về sau hãy nói. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Về trước đi. Có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói. Các ngươi có chuyện gì thì nói đi. Bệ hạ, vừa rồi tại sao lại trở về? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Hôm nay ta cảm thấy 9 đứa con của ta lại xảy ra chuyện. Đến lúc ta đến nơi, không ngờ Thái Nhất còn chưa nói hết câu, làm sao lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ thật sự có chuyện lớn xảy ra? Bệ hạ, chẳng lẽ Cửu Thiên Thái Tử có chuyện gì? Chín đứa con của ta đều đã bị hại, là bị người của Vu tộc giết. Bệ hạ, Vu tộc này đã sỉ nhục nghiêm trọng uy nghiêm của yêu tộc chúng ta. Điều này nhất định phải tìm lại. Không bằng chúng ta lập tức điều binh, đi thẳng đến nơi ở của Vu tộc. Các ngươi lập tức đi tập trung tất cả yêu tộc, chuẩn bị tấn công Vu tộc. Câu này khiến một số người vốn đã muốn đánh một trận với Vu tộc rất phấn khích, nhưng cũng khiến một số người khác trong lòng có ý nghĩ khác. Dù sao, họ tuy là thuộc hạ của Thái Nhất, nhưng là bất đắc dĩ. Một phần nguyên thần của họ đều ở dưới chiêu yêu kỳ, chỉ cần Thái Nhất muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết họ. Hiện tại đi đánh trận với Vu tộc, kết quả có thể đoán trước, căn bản là hai bên đều tổn hại, không khác gì đi tìm chết. Những người này căn bản không phải thật sự thần phục mình. Nếu mang theo họ đi đánh với Vu tộc, có lẽ bọn họ sẽ phản bội trong lúc đánh nhau. Vậy đối với yêu tộc, chắc chắn là tổn thất lớn. Cuối cùng có lẽ là kết thúc với thất bại của yêu tộc. Như vậy xem ra, giữa những người này cũng là một mối họa. Nghĩ đến đây vẫn là bố trí họ đến tuyến đầu chiến trường. Như vậy tiêu hao sức mạnh của bọn họ trước. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ bắt đầu giết sạch bọn họ. Nghĩ đến đây, trong mắt Thái Nhất lóe lên một tia sát khí, chỉ có Đế Tuấn chú ý đến. Tất cả tướng quân yêu tộc lập tức đi tập hợp binh lực, sau đó đi đến nơi ở của yêu tộc. Yêu tộc vừa nghe thấy đánh trận, lập tức phấn chấn. Từng người đi tập hợp binh lực, hành động lớn của yêu tộc
Tự nhiên Vu tộc không thể không biết. Rất nhanh bọn họ đã nhận được lực lượng yêu tộc tập hợp lần này rốt cuộc là bao nhiêu. Dù sao, bất kể thế nào, một tin tức quan trọng đều là có thể ảnh hưởng đến một cuộc chiến. Cho dù là yêu tộc hay Vu tộc, trong quân danh của đối phương đều sẽ có một số mắt tuyến. Như vậy có thể đảm bảo bọn họ có thể trong thời gian ngắn nhất nhận được tin tức hữu ích nhất. Lần này yêu tộc của Nhiên toàn quân xuất động, đổ tất cả lực lượng vào cuộc chiến này. Chiến tranh trước đây dù quy mô cũng rất lớn, nhưng cả hai bên đều giữ lại một phần lực lượng, đảm bảo huyết mạch của mình có thể truyền thừa. Là gì khiến yêu tộc điên cuồng như vậy? Vu tộc phải bố trí phòng thủ trước, sau đó ta sẽ hỏi rõ ràng. Thập nhị tổ Vu đều đã bố trí xong. Vu tộc tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất, bất cứ lúc nào cũng ứng phó với sự xâm lược của yêu tộc. Hậu Nghệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Nhất tại sao lại ra tay với ngươi? Hơn nữa lần này lại tập hợp tất cả yêu tộc phát động chiến tranh. Hậu Nghệ xin chịu phạt. Ha ha, làm tốt. Ngươi lần này không những không có tội, mà còn có công. Như vậy cũng giúp Vu tộc chúng ta loại bỏ một mối nguy tiềm ẩn. Nghe lời của Tổ Vu, Hậu Nghệ rất xúc động. Ban đầu anh ta còn nghĩ lần này có thể sẽ bị phạt. Anh ta đã mang đến cho Vu tộc rắc rối rất lớn. Nhưng Tổ Vu không những không trách mắng anh ta, mà còn khen ngợi anh ta, làm cho tâm lý anh ta rất cảm động, tự nguyện xin đến tuyến đầu chiến trường. Tổ Vu suy nghĩ một lúc, cảm thấy tu vi của Hậu Nghệ sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì để anh ta đi, có lẽ còn có thể mang đến cho một số bất ngờ. Tập trung tất cả Vu tộc, chuẩn bị nghênh địch. Tất cả yêu tộc chuẩn bị công kích.